Con xin kính chào cộng đoàn, con xin tiếp tục đọc cho cộng đoàn nghe 5 câu danh ngôn trong cuộc sống để chúng ta hiểu hơn về cuộc đời. Đây là những câu mà đã được đúc kết ra qua cả một kinh nghiệm sống của những người khôn ngoan cho chúng ta. Rồi câu thứ nhất, chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn. Chúng ta đừng để cuộc sống trôi qua, ngày trôi qua một cái vô nghĩa. Đối với cá nhân con thì lúc nào con cũng cảm thấy là mình phải tìm một cái việc gì đó mình làm, mình phải hữu ích cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Đừng để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay, vì chúng ta cứ mãi nghĩ về quá khứ, cứ mãi nghĩ về quá khứ, rồi lại mơ mộng về tương lai. Nhiều khi chúng ta cứ ngồi nhà chúng ta bảo là mai mốt mà mình có nhà lầu là mình sẽ trồng cây này cây bông giấy rồi ngày xưa khi còn nhỏ là thế này thế khác. Mình cứ đắm mình trong quá khứ và cứ ảo tưởng về tương lai. Anh không đi làm thì đời đời kiếp kiếp anh mới có được căn nhà. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn. Tức là chúng ta biết ngày hôm nay, đối với cá nhân con là mỗi sáng khi thức dậy thì con cũng suy nghĩ xem là hôm nay mình làm cái gì, hôm nay mình làm cái gì để cho một ngày nó trôi qua nó không có lãng phí. Chúng ta làm cái gì để một ngày trôi qua không lãng phí nha. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay, cứ ngày ngày rồi cà phê cả pháo la cả nhậu nhẹt chả làm được cái gì cả. Chúng ta nếu mà hiện tại nó chúng ta không có làm, không có sinh ích trong hiện tại thì cái tương lai chúng ta sẽ rất là trắng tay. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình vào quá khứ và mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hiện tại không làm thì tương lai cũng chẳng có. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua trọn vẹn. Xin cho từng ngày trôi qua nó phải là trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta. Rồi câu thứ hai, chớ vội vã băng nhanh qua cuộc đời đến nỗi quên mất mình đến từ nơi nào và điểm dừng chân sẽ ở đâu. Cuộc sống thì đôi khi là công việc ấy mà, công ăn việc làm, đầu tắt mặt tối, rồi chúng ta cứ giống như là một cái con thoi đấy, chúng ta cũng không biết là mình như thế nào. Nhiều khi tới mùa chay đi xưng tội cũng chẳng có thời gian để mà xét mình xưng tội. Đừng để cuộc đời băng nhanh qua, chớ vội vã băng nhanh qua cuộc đời đến nỗi quên mất mình đến từ nơi nào và điểm dừng chân sẽ ở đâu. Chúng ta cũng phải có thời gian để suy nghĩ mình sinh ra từ cha từ mẹ, rồi mình đến ngày rồi mình chết thì mình sẽ ra trước tòa Thiên Chúa, vân vân và vân vân nha. Đừng để cuộc đời đi nhanh qua đến nỗi mà chúng ta quên mất là mình đến từ nơi nào và điểm dừng chân ở đâu. Cần có những cái thời gian để suy nghĩ về cuộc đời, về sự sống, về cái chết, về thiên đàng, về hỏa ngục. Rồi câu thứ ba, quá khứ đã là lịch sử, chúng ta không thay đổi được quá khứ thì nó đã qua rồi. Có thể chúng ta có một cái quá khứ ăn chơi hoang đàng thôi thì nó đã qua rồi, nhưng mà chúng ta cũng không sửa được nó nữa. Mình là một cái đứa ăn chơi thì nó đã là đứa ăn chơi rồi. Quá khứ đã là lịch sử, không thay đổi được. Tương lai là một phép màu nhiệm, chúng ta chỉ có thể thay đổi được tương lai thôi. Tương lai có thể là một phép màu, nhưng mà phép màu ấy có thể là tốt, có thể là không ra gì. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm quý giá. Quá khứ thì đã là lịch sử, chúng ta không thay đổi được. Còn tương lai là những gì nó chưa xảy ra, chúng ta chỉ có hiện tại. Chúng ta chỉ có hiện tại. Nếu hiện tại chúng ta làm tốt, còn xác tín cái điều này, nếu hiện tại chúng ta làm tốt thì tương lai sẽ tốt. Mà nếu hiện tại mà chúng ta gọi là lãng phí thì tương lai sẽ trắng tay. Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một phép màu nhiệm, hy vọng tương lai sẽ là phép màu nhiệm. Con thì con vẫn xác tín như vậy, nếu như ngày hôm nay con cố gắng sống tốt thì ngày mai sẽ tốt cho con. Mà nếu ngày hôm nay mà mình cứ lãng phí thời gian, mình sống chả làm sao thì ngày mai nó cũng chả làm sao. Tương lai là một phép màu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. Chúng ta hãy trân trọng thời giây phút hiện tại, hãy cố gắng sống tốt và làm nhiều việc thiện trong giây phút hiện tại, thì chúng ta cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Câu thứ tư, giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ. Câu này cũng hay này. Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng. Để có thành công thì bắt buộc phải qua gian khổ,
Mà để vượt qua gian khổ thì phải cố gắng, thì phải cố gắng. Xin cho chúng ta luôn luôn biết cố gắng để vượt qua những gian nan, thì thấy chúng ta mới có thể thành công được. À, giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu là sự cố gắng. À, để có được thành công thì phải có gian khổ, để vượt qua gian khổ thì phải cố gắng. Rồi câu thứ 5, đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Cuộc sống này thì ai sao tôi vậy, thường là như thế. À, chúng ta cũng rất là khó mà làm khác người, khó lắm, rất là khó, chúng ta cứ gẫm mà xem. À, nó có những cái thói tục, có những cái lệ làng, có những cái suy nghĩ của cái vùng miền. Vì thế ông bà nhà ta mới nói là đi một đàng hồng một sằng côn ấy, hay là Chúa Giêsu chữa một cái người bị câm, bị ngọng, Chúa lôi anh ta ra khỏi làng. Và sau khi cho anh ta hết câm, hết điếc rồi, để Chúa cũng cấm anh ta không được vào làng nữa. Thế thì câu nói này là cái câu rất là thâm thúy nghe. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Để đi ngược lại với những cái gọi là cũ kỹ, hay là có những cái ví dụ giả sử như là cô gái, những cái cô gái vùng dân tộc ấy, mới 12-13 tuổi là bắt lấy chồng rồi đó, mà để cho cái cô nào mà không chịu lấy chồng đi học thì cô này phải cực kỳ khôn ngoan, cực kỳ khôn ngoan, và cũng có thể là cực kỳ ngu dốt. Khi chúng ta đi ngược lại với đám đông ấy, ông bà nhà ta cũng có câu nói là thà là xấu đều hơn tốt lỏi. Nếu mà chúng ta nhân danh một cái tốt lành nào đó, chúng ta đi ngược lại với cái số đông thì cũng có thể chúng ta lại là dại dột. Thì đây câu này cũng là cái câu mà chúng ta suy nghĩ này, rất là hay này. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Một cô gái vùng dân tộc đi ngược lại với cái truyền thống là phải lấy chồng sớm, cô ta quyết tâm trốn nhà đi học. Rồi sau khi thành danh thì mới là yêu ai thì lấy người đó, thì cô này phải cực kỳ là thông minh. Thế nhưng mà cũng có thể là bây giờ thì dân người ta là cứ là 5 giờ chiều là người ta đi làm về, rồi 5 giờ 30 là người ta chuẩn bị y lễ. Cái nếp làng người ta như vậy, mình bỏ không. Ai đi lễ đi, tôi không có đi theo đám đông. Tôi, người ta đi lễ thì tôi coi tivi. người ta coi tivi thì đi cắt lúa chẳng hạn. Cũng có thể là chúng ta đi ngược lại đám đông có thể rất thông minh mà cũng có thể rất là dại khờ. Và xin được đọc cho tất cả quý ông bà và anh chị em mỗi ngày những câu danh ngôn để chúng ta suy gẫm.